Xin kính chào anh em. Dạ thì hôm nay em xin giới thiệu với anh em bộ ba huyền thoại thể hiện nhạc vàng rất là hay. Thì anh em audio hay gọi là xe pháo mã. Dạ, thì bộ ba này nó rất là hợp nhau. Dạ, đó đầu tiên đó là cặp lo Bioneer CS99A đời FB. Đặc biệt lo về rất là đẹp. Thì cái đời này nó sẽ cũng có rất là nhiều đời, nhưng mà em về cái đời model FB cũ bass 500 tròn. Đây là đời hay nhất của cái model này. Rất là đáng chơi ha. Và giá đợt này rất là tốt anh em. Giá cho một cặp lo đẹp xuất sắc hoàn hảo, không một điểm chê luôn á. Tất cả là nguyên rin ha. Giá chỉ trên 40. Rất là mới luôn. Dạ, và món thứ hai đó là xăng xui model 9090DB. Thì đây là hàng tuyển chọn nên rất là đẹp, hoạt động hoàn hảo. Giá lúc trước là trên 50, thì đợt này giá về chỉ trên 40. Model này rất là hiếm gặp được những cái đẹp như vậy ha. Đây là sexy 7 màu luôn. Dạ, và tiếp theo đó là con Akai GX635D. GX635D nó sẽ có hai đời. Dạ, một đời nút đen và một đời nút cam. Này nút cam là nguyên zin á, zin nguyên bản luôn. Máy là đẹp hoàn hảo, không một điểm chê luôn, húp zin đầy đủ. Giá trên 30 ha. Dạ. Lúc trước con này là gần 50 triệu luôn á. Đợt này con này là giá là 38 triệu á. Dạ. Nút cam nha, còn nút đen thì rẻ hơn được khoảng gần 5 triệu á. Thì cao cấp hơn thì em sẽ có là Akai 747. Máy cũng đẹp hoàn hảo, húp rin đầy đủ. Và tiếp theo đó là con Akai 747 DBX. Đợt này về được vài con. Và đây có mấy bộ gòn. Đây là phiên bản option gòn. Có model này rất là ít gặp. Đó là Akai 646 option gòn và Sunsui 9090 gòn. Đây là G8000 con 747 DBX con.
Dạ thì những cái gon em sẽ rinh ra ngoài quay chi tiết để anh em dễ hình dung ha. Dạ và tiếp theo đây có là xăng xui 8080db. Em quay sát anh em coi máy rất là mới luôn. Giá cực kỳ tốt luôn, chỉ trên 30. Thì model này anh em có thể là ghép Bioner CS 99 cũng được, 88A, 77A. Em về được hai con á. Đẹp hoàn hảo như nhau. Và đây có một cặp CS 99A FB cũng rất là mới luôn. Có một cặp lo này rất là hiếm nè anh em. Thùng gỗ mộc luôn á, không sơn tút, không sơn gì hết á, nó là gỗ mộc tự nhiên luôn, gỗ thông á. Em cũng lâu lâu về được một cặp. Đó là AR3A thùng gỗ thông. Chút em sẽ ghép chung đó là Fisher 450T. Để test anh em nghe ha. Dạ thì giờ để em quay vài bài anh em nghe tham khảo bộ ba này ha. Xe phó mã nè, thể hiện nhật vàng trước 75. Còn những bộ gon này chút em sẽ đem ra ngoài quay sát vô để anh em dễ hình dung. Dạ em xin cảm ơn anh em đã xem. Cầu hiền lương.
tháng qua dần. Tôi đi chim chim từ khi quê hương thấu khổ, gót ngọn phong thương từ mùa đông sang hạ, trên cao nguyên lửa loạn hải hùng, chiến trường là huyền ca chim chim. Vòng gác điên trường bâng khuâng tôi nhớ, tay em gái nhỏ đêm thời gian trôi, từ ngày ra đơn thì tôi bôn ba khắp miền chiến thuật, chưa một lần về thăm phố phường. Đêm cao nguyên về lạnh giá, mong gió gửi về em lời ru êm giấc ngủ ngọt mềm. Lòng đất khô cằn nghe quê hương nói, dù bao gian nguy cách trở, với niềm tin yêu dòng hùng anh trai Việt đang hiên ngang giữ gìn đất mẹ, tổ đẹp lời nguyện câu ước thề. Ngày tháng qua dần, tôi đi chim chim từ khi quê hương thống khổ, gót mòn phong thương từ mùa đông sang hạ, trên cao nguyên lửa loạn hải hùng, chiến trường là huyền ca chim chim. Vòng gác đêm đêm thời gian trôi, từ ngày ra đơn thì tôi bôn ba khắp miền chiến thuật, chưa một lần về thăm phố phường. Đêm cao nguyên về lạnh giá, mong gió gửi về em lời ru êm giấc ngủ ngọt mềm. Lòng đất khô cằn nghe quê hương nói, dù bao gian nguy cách trở, với niềm tin yêu dòng hùng anh trai Việt đang hiên ngang giữ gìn đất mẹ, tổ đẹp lời nguyện câu.
lòng gieo thương heo.